Xin chào các bạn, mình tên là Vương Thị Thu Hằng, mình đến từ Gia Lai. Mình vừa được nhận visa, cảm giác của mình lúc này rất là vui. Mình xin được chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm khi mà để được nhận visa đi du học Mỹ. Thứ nhất là phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Thứ hai là phải tự tin. Lý do để chọn Mỹ đi du học là vì Mỹ là một đất nước phát triển, có nền giáo dục tốt. Cái đầu vô cũng rung lắm, nhưng mà khi mà gặp lãnh sự thì hết rung. Tại sao mà mình có thể trả lời được tốt những cái câu hỏi đó là tại vì là mình tự tin. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là mình rớt, mình phải nghĩ là mình đậu thì chắc chắn là mình sẽ đậu. Cho nên là các bạn cứ tự tin đi. Qua Mỹ mình sẽ học trường là Des Moines Area Community College ở bang Iowa và ngành Business Administration. Trường của mình là trường phát triển lâu nhất của bang. Thứ hai là được bình chọn bởi tạp chí là City View và có nhiều thu hút học sinh du học hàng năm. Business Administration là ngành thế mạnh của trường. Quá trình của mình là được giới thiệu từ một người bạn, và người bạn đó thì đậu rồi và đi học rồi, thì mình sẽ giới thiệu cho mình sau. Thì đầu tiên là sẽ đến trung tâm, và trung tâm sẽ tư vấn rõ hơn là về cái mong muốn của mình là sẽ học ở trường nào, học ngành gì. Nói chung mọi thứ là do bản thân mình là muốn học cái gì thì trung tâm sẽ hướng dẫn và làm hồ sơ theo như cái mong muốn của mình. Và quá trình học phỏng vấn của mình là mình sẽ học được học 6 buổi với anh Khôi, sau đó sẽ được học với anh Bảo Anh. Thì khi mà học với anh Khôi thì để mọi người biết rõ hơn là về các trường của mình nè. Nói chung là những cái khúc mắc, những cái câu hỏi mà các bạn muốn hỏi, muốn biết về rõ về hồ sơ của mình. Còn khi mà đến cái ngày mà sắp đi phỏng vấn thì mình sẽ được học với anh Bảo Anh. Thì anh Bảo Anh sẽ giống như là làm cho tâm lý của mình là sẽ tự tin hơn, bớt run và bớt sợ hơn. Theo kinh nghiệm của anh Bảo Anh thì anh có nghiên cứu rồi, anh sẽ chắc lọc những cái câu hỏi mà chắc chắn là người ta sẽ hỏi mình trong những cái câu đó. Thì bốn cái câu mà lãnh sự quán hỏi mình thì cũng có nằm trong những cái số câu mà anh Bảo Anh đã dạy. Và khi mà phỏng vấn rồi, về rồi thì mới biết là lời mà anh Bảo Anh nói đó là sự thật 100%. Kế hoạch là học tập của mình khi qua Mỹ, thứ nhất là mình sẽ học tiếng Anh trước, sau đó là mình sẽ học mà cao đẳng, rồi mình sẽ chuyển tiếp lên đại học. Tóm lại là mình muốn chia sẻ với các bạn là phải tự tin thôi. Phải nghĩ là mình sẽ đậu, người khác làm được thì mình phải làm được. Chúc các bạn may mắn.